Chào mừng quý vị quay trở lại với Hà Nội Review. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi Hà Nội Review trên hành trình trải nghiệm những nét văn hóa ẩm thực thú vị của thủ đô. Và thời điểm này thì Hà Nội đã bắt đầu chuyển sang mùa hè rồi. Và Minh Hương cũng cảm nhận được cái nóng này, cái oi ả của mùa hè. Và cũng chính vì thời điểm này mà nhiều người sẽ lựa chọn những cái món ăn phù hợp hơn. Ví dụ như là chè chẳng hạn, là một trong những món ăn giải khát này, không thể thiếu trong mùa hè. Và thưa quý vị, chè thì đã là một món ăn bình dân gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người rồi. Và điểm đặc biệt là chè sẽ được ăn quanh năm bất kể là mùa nóng hay mùa lạnh. Tuy nhiên trong mùa nóng bức mà có một bát chè mát lạnh để thưởng thức thì quả là một lựa chọn lý tưởng. Ở Hà Nội thì có rất nhiều hàng chè và trong số đó thì có những hàng chè đã tồn tại đến hàng nửa thế kỷ. Và đây thì cũng là những địa điểm mà trở thành nơi quen thuộc của giới sành ăn Hà Thành. Và ngày hôm nay Thanh Huyền và Minh Hương xin mời quý vị khán giả của Hà Nội Review hãy cùng theo chân chúng tôi để giải mã sức hút của những quán chè lâu đời bậc nhất Hà Nội nhé. Địa điểm đầu tiên mà Hà Nội Review muốn giới thiệu tới quý vị là một quán chè nằm trên phố Ngô Thị Nhậm cắt với cả Lê Văn Hưu. Quán chè này thì đã được rất nhiều người Hà Thành yêu thích và đã có tuổi đời gần 50 năm rồi. Và quán chè này thì thời gian mở cửa khá là rộng, từ 6 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 tối. Bởi vậy mà bất cứ ai yêu thích món chè này thì đều có thể đến đây để thưởng thức trong bất cứ thời gian nào mà quý vị yêu thích. Ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi tiến sâu vào bên trong nhé. Có thể nhìn thấy đó là nếu như so với các quán chè hiện tại thì số lượng món ở quán chè này cũng khá là phải chăng thôi, với 16 món. Tuy nhiên thì giá thành ở đây khá là rẻ nhá, chỉ dao động từ 15 đến 30 nghìn đồng thôi. Thực ra thì ở đây là tất cả đều là những món chè truyền thống, vậy nên là giá cũng hợp lý và phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng ấy. Ngày hôm nay thì Minh Hương sẽ gọi một món truyền thống, đó là món chè đỗ đen. Còn tôi thì sẽ chọn một chè thập cẩm để xem là ở bên trong cốc chè thập cẩm thì sẽ có những nguyên liệu nào nhá. Chè đỗ đen thì ở đây chỉ có giá là 15.000 thôi. Và cốc chè thập cẩm của Huyền thì cũng chỉ là 30.000 đồng. Là đây là món cao nhất ở trong menu này rồi. Ta-da, hai cốc chè của chúng tôi đây rồi. Mặc dù quán khá là đông nhưng mà chúng tôi cũng không cần phải chờ đợi quá lâu để có được hai cốc chè này. Đấy, mặc dù là với giá rất rẻ thôi thế nhưng mà cốc chè đầy ắp lên tận miệng luôn. Mà chưa kể là còn chưa cho đá nha. Và với cốc của tôi thì siêu nhiều nguyên liệu luôn. Và chúng tôi sẽ thưởng thức xem sao nhé. Ở đây thì cốc chè đỗ đen giống như là cốc chè truyền thống ngày xưa ấy. Nó sẽ chỉ có thạch đen và chè thôi. Chứ như các hàng chè bây giờ ấy còn cho thêm cả trân châu này. Rồi mấy cái thạch mà nhiều màu vào nữa ấy. Minh Hương thì thích ăn kiểu truyền thống như này hơn. Đỗ đen cũng được ninh rất là nhừ nhá. Không bị kiểu hạt sống hạt chín. Của Huyền thấy sao? Của tôi thì có khá là nhiều nguyên liệu và tôi chưa có thưởng thức được hết tất cả. Nhưng mà đang ấn tượng cực kỳ với cả cái hạt sen này. Hạt sen thì sẽ được lấy phần nhuyễn đắng ở bên trong ra rồi. Và sen thì rất là nhuyễn, rất là bùi và thơm á. Là cảm giác ăn gốc chè này thì nó đúng hương vị của truyền thống. Bởi vì chè truyền thống thì nó sẽ thường có độ ngọt nhỉnh hơn với chè hiện đại một chút. Thực ra là chắc là cái cốc đấy của Huyền có thêm cả hạt sen nên mới ngọt đấy. Còn cốc của Minh Hương thì vị lại không ngọt quá. Nó thanh thanh, mát mát ấy. Rất phù hợp với những ngày thời tiết nóng bức như thế này. Thưa quý vị, phải nhấn mạnh là một lần nữa là điểm mà tôi yêu thích nhất ấy, là những nguyên liệu ở trong này thì ăn rất là hòa quyện vào với nhau. Nhưng mà với cá nhân tôi ấy, thì những nguyên liệu ngon như thế này ở trong một cốc chè thì nó đang hơi ít một chút. Thực ra thì cũng không ít đâu, bởi vì những cốc chè truyền thống thì định lượng của nó sẽ chỉ từng này thôi. Không như kiểu là những cái cốc chè hiện đại bây giờ có giá tầm 45-50 nghìn chẳng hạn. Một bát rất là đầy, ăn xong mà kiểu thay bữa chính luôn ấy. Thế nhưng mà những cái món chè như thế thì mình không ăn được nhiều. Và có khi mình ăn một lần đấy, có khi là phải đến một tuần, có khi là một tháng sau thì mới dám ăn lại. Còn đây với cốc chè này, một thứ món ăn vặt để có thể thanh nhiệt, giải độc mùa hè. Thì đó thì định lượng như này Minh Hương nghĩ là vừa phải. Không bị nhiều quá, nó sẽ không làm mình ngấy ấy. Và đặc điểm của những món ăn này trên phố cổ ấy thì tôi thấy là cũng chỉ là ăn chơi thôi chứ không phải là ăn chính. Bởi vậy mà định lượng nó cũng sẽ vừa phải hơn. Chị Hương thấy ngồi trong không gian này như thế nào? Thực ra thì ngồi trong không gian này
có vẻ như nhiều người sẽ không thích chẳng hạn, nhưng mà còn với Minh Hương thì lại rất thích cái kiểu đậm chất Hà Nội như này, với những ngôi nhà cổ này, xong rồi mình nhìn ra ngắm đường phố nữa. Thưa quý vị, Hà Nội Review thấy rằng không gian quán ở đây thì cũng khá là nhỏ thôi. Vậy nên là nếu mà lượng khách đến đây có đông thì sẽ phải đợi lâu hơn một chút, hoặc là sẽ lựa chọn là mua về. Nhưng mà đây thì cũng là một trong những nét đặc trưng của những quán ăn truyền thống ở Hà Nội. Nó nhỏ xinh vậy thôi nhưng mà để mà thu hút được rất là nhiều lượng khách đến đây. Về cái khu vực để xe ở đây thì cũng có khá là nhiều chỗ để xe đấy. Nhưng mà thường thì mọi người sẽ mua về nhiều hơn bởi vì là chỗ ngồi cũng ít mà. Ngoài ra thì một đặc điểm thu hút của quán chè lâu năm này với mọi người đó là menu quán thì sẽ được thay đổi theo từng mùa. Ví dụ như mùa hè này sẽ có chè đỗ đen này, chè sen hoặc là chè đỗ xanh. Còn mùa đông thì sẽ thay đổi như là có chè sắn, chè đỗ xanh nóng, chè đỗ đen nóng và bánh trôi nữa. Và tôi thấy là những người mà yêu thích ăn chè ấy, thì không phải là cứ món chè nào mà sáng tạo rồi là nhiều thạch màu sắc ấy thì là ngon đâu. Mà với họ thì đôi khi chỉ cần tìm được đúng cái vị mộc, vị thơm và vị ngọt truyền thống thôi là đủ rồi. Về vệ sinh của quán, theo như chúng tôi quan sát thì những cốc chè này sau khi mà thực khách dùng xong thì cũng được mang đi rửa luôn, chứ không phải là để dồn đến cuối ngày. Và không gian quán này thì cũng rất là thoáng và sạch sẽ để quý vị có thể ngồi. Thưa quý vị, ngồi bên cạnh thấy người ngay lúc này thì cũng là một vị khách đang đến đây để thưởng thức món chè này. Anh ơi, anh ăn ở đây được lâu chưa ạ? Mình cũng ăn ở đây một thời gian thôi. Ngày hôm nay thì anh đã gọi món gì đấy ạ? Hôm nay mình gọi một bát chè đỗ đen đặc với một chè đỗ đen nước. Thì khi mà ăn bát chè này thì anh có cảm nhận như thế nào về hương vị? Quán này thì mình cũng mới ăn một thời gian nhưng mà cái hương vị thì mình có cảm giác là rất là lâu rồi. Thế thì bây giờ lâu lắm thì mới ăn lại được cái hương vị giống ngày xưa ấy, thì anh có cảm nhận gì đặc biệt không? Mình cũng cảm thấy là thứ nhất là khi mà ăn những món ăn mà hồi nhỏ mình hoặc là ngày xưa ấy thì nó sẽ không những là chỉ là mình thưởng thức mà nhiều cái kỷ niệm như ký ức nó cũng quay về ấy, rất là sống động. Khi mà ngồi trong không gian này rồi là thưởng thức món chè này thì chắc chắn là sẽ mang lại cho anh nhiều những cái kỷ niệm. Còn giá ở đây thì anh thấy sao ạ? Mình thấy giá cũng hợp lý. Không đắt đâu. Ăn đây mình thấy là nó vừa, có như là có thể thường xuyên ăn được. Không như nhiều quán, ví dụ đắt quá thì mình có thể thỉnh thoảng mới ăn. Đây có phải là hàng chè quen thuộc của bạn không? Và lý do vì sao mà bạn lại đến đây nhiều lần như thế? Dạ vâng, hàng chè này em ăn lâu rồi, em ăn khoảng từ bé, khoảng lớp 5 rồi. Lý do đây thì chắc là tại vì em thích mấy cái món kiểu truyền thống ấy, bánh trôi, bánh chay các thứ, và em thiên đồ ngọt, nên là hàng này lựa chọn lý tưởng vậy ạ. Bạn cảm thấy hương vị của quán chè này so với các hàng chè hiện đại khác bây giờ như nào, hoặc là so với những cái hàng chè truyền thống khác? Để mà nói câu đấy thì em cũng không phải là người kiểu tinh miệng ấy trong mấy cái đấy nên là cũng không nói rõ được ạ. Nhưng mà vì em ăn đây thì chắc là do bố mẹ ăn lâu rồi, cả nhà ăn đây là truyền thống rồi nên là em ăn theo thôi. Dạ vâng. Vậy còn giá cả ở đây bạn đánh giá như nào? Giá cả thì em thấy đây là có nhỉnh hơn một chút đấy, cũng không quá đáng kể đâu, nhưng mà với mặt bằng phố như thế này em thấy ok rồi. Thưa quý vị, để tạo nên được những cốc chè danh bất hư truyền như vậy thì chắc chắn là chủ quán cũng đã phải rất cẩn thận từ khâu lựa chọn nguyên liệu cho đến khâu chế biến. Và tôi tin chắc rằng là ẩn sau mỗi cốc chè sẽ là những câu chuyện còn thú vị hơn nữa. Ngay bây giờ thì hãy cùng Thanh Huyền gặp gỡ với chủ quán nhé. Chào chú ạ. Hai cái 10.000. Chú đang chuẩn bị chè cho ngày hôm nay ạ? Đây đang chuẩn bị. Dạ vâng, quán chè của mình thì thực sự với người Hà Nội là rất nổi tiếng rồi. Vậy thì không biết là quán của mình cụ thể thì đã được ra đời từ năm bao nhiêu hả chú? Chú là đời thứ hai. Đời thứ hai, đời đầu thì từ thập niên 60, đời đầu. Là cụ thể từ năm 19 bao nhiêu ạ? Khoảng năm 6 mấy, không nhớ rõ lắm. Thập niên 60. Bây giờ cháu thấy là nhiều cái quán chè hiện đại cũng sẽ mọc lên ấy. Nhưng mà quán của mình thì vẫn giữ nguyên những hương vị chè, những hương vị chè truyền thống thôi. Thì đây là ý đồ của mình hay là chú có nghĩ là mình sẽ cải tiến thêm một chút để quán chè sẽ đan xen cả truyền thống và hiện đại không? Không muốn đan xen hiện đại vào mà chỉ là truyền thống. Cái gì nó thuộc về dân tộc thì bao giờ nó không bền. Bao giờ nó không bền được. Tại sao chú lại muốn là mình sẽ duy trì cái truyền thống thế này? Vì gốc của cụ từ xưa là người Hà Nội, gốc Hà Nội. Cụ ngày xưa là thành phần tiểu tư sản, cho nên là phải học cung dung môn hạnh đến khi mà thời đại mới thì cụ phải bôn ba ra, cụ nấu chè, nấu theo kiểu của ngày xưa.
thì cứ thế mà bán. Từ ngày xưa thì thời buổi nó khó khăn thì nó không có nhiều thứ như bây giờ. Thì cứ mấy cái đơn giản nhất là của người Hà Nội hen, chè đỗ đen, hạt sen nấu đấy, mới chè đỗ xanh. Thế rồi, xong rồi về sau này thì mới phát triển thêm mấy cái món này. Mấy cái món này. Còn ngày xưa chỉ có chè kho, bánh chua bánh chay, đỗ đen, chè sen, chè đỗ xanh. Vâng ạ. Với những người thích ăn chè thì chắc chắn là không thể không biết đến quán chè 16 mình. Vậy thì theo chú, đâu sẽ là cái điểm mà đặc biệt để khiến cho quán của mình được nhiều thực khách yêu thích đến như vậy? Thì cái cơ bản nhất là cái chất lượng. Chất lượng nó cũng đồng đều, không thay đổi. Nó không thay đổi. Làm sao để cho vừa miệng nhìn thì ra được miệng người. Mình ăn vừa miệng thì là được. Nhiều người ta ăn ngọt quá thì cũng không được. Mà nhạt cũng không được, chè là phải ngọt. Thế thì đương nhiên là nếu mà ai muốn ăn nhạt thì có thể cho thêm đá và để cho nó nhạt bớt đi. Thì đấy, cái ấy thì còn ngọt thì là nó đương nhiên rồi. Thì cái mức độ nó cố định là cái độ ngọt của nó là cố định rồi thì không thành vấn đề. Cái xu hướng mới bây giờ người ta ăn nhạt nhiều lắm. Tuy nhiên là nhà hàng vẫn cứ phải nấu ngọt theo những chất lượng như ngày xưa. Chú Thanh ơi, quán chè của mình thì cũng tồn tại được cả nửa thế kỷ rồi. Vậy thì trong tương lai chú mong muốn là quán chè này sẽ như thế nào? Chú mong muốn là có thế hệ tiếp nối nữa. Mong muốn để mà làm sao nó lưu giữ lại được cái truyền thống của dân tộc mình. Mà cái truyền thống của dân tộc, tính dân tộc thì bao giờ nó bền vững. Thưa quý vị, như vậy là sau những chia sẻ của chú Thanh thì có thể thấy là quán chè này đã luôn luôn duy trì cách nấu truyền thống từ xưa đến nay. Chưa như thế nào thì bây giờ như vậy. Tôi thấy đây là một điều rất hay, bởi vì là những người thuộc thế hệ trước sẽ có thể luôn luôn tìm được hương vị mà họ đã thân quen. Còn những thế hệ trẻ thì cũng sẽ tìm lại được hương vị chè truyền thống của cha ông mình. Và tôi tin rằng đây cũng là một điểm nổi bật để giúp cho quán luôn luôn đông khách, trong khi mà hiện nay thì có quá nhiều quán chè mới nổi lên. Quán chè 16 thì không chỉ thu hút khách hàng đến đây bởi vị ngon của chè mà còn là cái tâm của người bán đặt trong từng cốc chè nữa. Và cũng chính vì vậy mà suốt thời gian qua thì người dân Hà Thành vẫn luôn nhắc đến và thường xuyên ghé tới. Kể cả là phải xếp hàng đi chăng nữa thì họ cũng vẫn sẵn sàng để có thể thưởng thức món ăn vặt yêu thích của mình. Và thưa quý vị, nếu như mà để so sánh với các món ăn vặt khác hoặc là với những cốc cà phê dao động từ 30 đến 60 nghìn đồng trên thị trường hiện nay đi, thì thực sự là một lựa chọn ăn chè chỉ với mức giá từ 15 đến 30 nghìn đồng thôi thì cũng khá là tối ưu. Và với mức giá này thì gần như là chúng ta có thể ăn được mỗi ngày và phù hợp với mọi đối tượng, từ người già cho đến người trung niên cho đến người trẻ cũng như là trẻ em luôn. Hà Nội Review tin rằng khi mà quý vị qua đây để thưởng thức món chè này thì sẽ cảm nhận được rõ hương vị của Hà Nội xưa. Và ngay bây giờ, mời quý vị hãy cùng Hà Nội Review khám phá điểm đến tiếp theo nhé. Đầu phố Hàng Cân, nơi có rất nhiều xe cộ đi lại tấp nập. Địa điểm tiếp theo mà chúng tôi giới thiệu tới quý vị cũng là một quán chè đã có tuổi đời gần 50 năm và được rất nhiều người dân địa phương ghé tới. Và mặc dù đã có tuổi đời lâu đến như vậy rồi nhưng ở đây vẫn luôn luôn tấp nập khách hàng mỗi ngày. Và ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi tiến vào phía trong để xem đâu là bí quyết để họ thu hút được nhiều khách hàng đến như vậy nhé. Nằm ở vị trí đắc địa như thế này thì nên là quán chè này đã thu hút không chỉ là người dân địa phương đâu mà cả khách du lịch trong và ngoài nước đến đây để thưởng thức nữa. Trước đây thì quán chè sẽ chỉ có không gian ở dưới tầng 1 này thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh. Thế nhưng mà qua thời gian thì đã mở rộng thêm ở không gian bên cạnh với có tận 3 tầng cơ. Và ở đây thì vì mở thêm không gian ấy, nên tôi thấy là chỗ để xe thì cũng thoải mái hơn. Quý vị hoàn toàn có thể là để xe máy ở trước quán với một hàng. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng tiến lên tầng 2 để xem là ngồi trên đó thì view ngắm nhìn như thế nào nhé. Ăn thử chè truyền thống ở đây rất là nhiều lần rồi nên là hôm nay sẽ gọi một món khác đi. Thực ra là nó cũng không phải hiện đại quá nhưng mà nó không phải là xanh đen mà mọi người hay biết đến thôi. Sẽ gọi một cốc sen nhãn dừa. Còn Thanh Huyền thì cũng sẽ chọn một chè khúc bạch truyền thống. Đây cũng là một trong những món mà bán chạy nhất và được nhiều người yêu thích ở trong quán này.
Và thực sự là khi mà ngồi trong không gian này thì bên cạnh là có rất là nhiều những ô cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên rồi. Thì khi mà nhìn ra ngoài mình cũng thấy rất là mát mắt với rất là nhiều những cây xanh. Còn ở bên phía ban công bên kia thì có cả các dãy hoa nữa thì cũng rất là đẹp. Và quý vị có thể nhìn thấy là đối diện thì cũng sẽ là ngôi nhà của chủ quán chè này luôn. Nên là mọi thứ nó vẫn sẽ giữ một cái gam màu của truyền thống nhất định chứ không phải là được cải tạo rồi. Ôi, đây rồi. Ôi, hai cốc chè này nhìn thôi đã thấy mát mắt rồi ấy nhỉ. Hấp dẫn ghê. Cốc sen nhãn nước dừa của chị này. Đầy thực sự luôn ấy. Mà ngửi mùi đã thấy thơm mùi nước có dừa rồi. Chè khúc bạch của tôi thì sẽ có hai nguyên liệu chính thôi, đó là nhãn cùng với cả các miếng khúc bạch. Thì khúc bạch ở đây sẽ là khúc bạch trắng thôi. Thì sẽ thử xem hương vị thế nào nhá. Có một đặc điểm nổi bật của quán chè bốn mùa này nữa là các loại chè, ví dụ như là chè đỗ xanh hay chè đỗ đen hay là những cái loại chè truyền thống ấy, thường thì ở các chỗ khác sẽ dùng tinh dầu, ví dụ tinh dầu hoa nhài chẳng hạn, để tạo nên độ thơm của chè. Nhưng mà ở đây thì sẽ dùng hoa nhài tự nhiên để ướp dậy mùi hơn ấy. Thực sự là khi mà thưởng thức cốc sen nhãn này, Minh Hương cảm giác được bừng tỉnh ấy, sau khi mà đi ở ngoài đường nắng nóng như thế. Thì đây là một thức uống mà giải khát cực kỳ đã luôn. Đầu tiên là về cái hương vị của nước dừa này, nó có độ ngọt tự nhiên chứ không phải là ở đây pha thêm đường hay gì đâu. Tôi nghĩ là cách lựa chọn dừa của quán thôi. Và sau đó thì chúng ta sẽ thử một miếng nhãn, bên trong là có hạt sen. Và hương vị đầu tiên đó chính là cái độ ngọt và giòn của nhãn này. Và khi mà cắn thì ở bên trong nó là cái sự bùi bùi mềm của hạt sen. Nó đem lại cảm giác rất là thú vị nhá. Và ngoài ra thì ở đây cũng có cả trân châu vừng nữa. Có vẻ như là món của chị Minh Hương thì sẽ phù hợp với những người mà thích thanh và thích ngọt nhẹ. Còn với món chè khúc bạch của tôi thì nó sẽ thiên ngọt hơn một chút. Với những người mà thích ăn ngọt ấy, thì thực sự là món này rất phù hợp. Còn những người mà có thói quen là ăn nhạt hơn một chút thì có lẽ là sẽ cần phải thêm đá. Và chè khúc bạch của tôi thì cũng sẽ bao gồm những nguyên liệu cơ bản thôi. Thứ nhất là những miếng khúc bạch này, màu trắng rất là xinh, rất là đúng đính như thế này. Và cũng sẽ có thêm các lát hạnh nhân mỏng thế này để tăng thêm độ bùi rồi là độ béo cho cốc chè khúc bạch này nữa. Và như quý vị có thể thấy trong menu ấy, đó là quán chè này thì sẽ không có quá là nhiều những cái món mà phá cách độc đáo như các quán chè thường thấy đâu, mà tất cả mọi thứ ở trong không gian này nó gần như là đều chậm lại một nhịp ấy, cả về không gian của quán này cho đến thực đơn của quán. Cho nên là bản thân tôi và chị Minh Hương khi mà được ngồi ở đây thì cũng cảm thấy rất là thư thái và được chậm rãi hơn trong nhịp sống của mình. Thanh Huyền có công nhận là khi mà ngồi nhâm nhi một cốc chè truyền thống ở góc phố cổ này đều gợi một cái cảm giác gì ấy về tuổi thơ ấy, cảm giác yên bình nữa. Khi mà ngồi đây nhìn dòng xe đi lại tấp nập này cũng là một cái cảm giác thú vị và khá là thư giãn ấy. Tôi thì cũng có cảm nhận chung giống như chị Minh Hương. Và trước khi tới đây thì chúng tôi cũng có tìm hiểu về quán chè này trước. Thì nhiều người thì cho rằng là chè sen nhãn này hay là chè thập cẩm này mới là vị chè ngon nhất. Nhưng mà nhiều người khác cũng cho rằng là phải là chè khúc bạch hoặc là chè đỗ xanh thì mới là chè ngon nhất. Thì thực ra chúng tôi thấy là cái việc mà lựa chọn vị chè nào ấy thì tùy thuộc vào khẩu vị của từng người nữa. Ngày hôm nay thì chúng tôi gọi chè khúc bạch này, rồi là chè dừa hạt sen nhỉ. Nó cũng là hai loại chè mà đang bán chạy nhất ở quán. Cá nhân tôi thấy là với những người mà thích thanh ấy thì nên chọn cốc giống chị Hương, còn những người thích ngọt thì có thể là chọn cốc giống tôi. Còn lại thì quý vị hãy thử đến đây và trải nghiệm để xem là mình hợp với hương vị chè nào nhất nhé. Thú thật với quý vị khán giả và Thanh Huyền, mặc dù là Minh Hương sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, thế nhưng mà kể từ khi mà làm chương trình Hà Nội Review này thì Minh Hương mới càng thêm yêu hơn thành phố của mình. Trước kia không phải là không yêu, nhưng mà bây giờ kiểu mình đi từng con ngõ này, từng cung đường và cảm nhận nó một cách sâu sắc hơn ấy. Ví dụ như ngay lúc này đây, khi mà ngồi ở trên hàng chè truyền thống và nhìn xuống dưới con đường Lương Văn Can ở dưới kia, thì Minh Hương cũng nhớ về một thời tuổi thơ khi mà được bố mẹ dắt đi mua đồ chơi. Bởi vì ngày xưa ấy thì sẽ không có những cái sàn thương mại điện tử như bây giờ, và muốn mua đồ chơi thì sẽ lên con phố này. Khi mà chị Minh Hương nói thì tôi cũng sẽ có những cái cảm nhận tương tự. Bởi vì là nếu như mà mình làm các công việc khác ấy, thì mình rất dễ bị cuốn theo và mình quên đi là mình sẽ phải ngắm nhìn thành phố như thế nào. Nhưng mà khi mà làm công việc này ấy, thì chúng ta được khám phá và được có trải nghiệm những nét ẩm thực cũng như là văn hóa truyền thống độc đáo của thủ đô, thì cũng sẽ cảm thấy là mình yêu thương nơi này hơn nhiều. Và Minh Hương mong rằng quý vị khán giả khi mà theo dõi Hà Nội Review thì cũng có những cái tâm trạng đấy giống như là Minh Hương và Thanh Huyền, và thêm yêu về thành phố ngàn năm văn hiến này hơn. Thank you.
vị, tuy là một quán chè truyền thống nhưng mà ngày hôm nay thì Hà Review cũng đã bắt gặp rất nhiều người trẻ tới đây để thưởng thức. Hẳn là hương vị quán chè ở đây thì đã có một sức hút gì đó mãnh liệt đối với những người trẻ và thôi thúc họ đến đây như vậy. Ngày hôm nay thì hãy cùng Thanh Huyền gặp gỡ và trò chuyện với một trong số những người trẻ đó để xem là lý do họ đến đây là gì nhá. Xin chào bạn. Ngày hôm nay tại sao mình lại lựa chọn đến đây để ăn chè? Thực ra thì mình rất là thích cái hương vị chè truyền thống ở đây. Nó mang lại cái vị giác nó nhẹ nhàng và thanh mát hơn trong những ngày hè. Thế thì nếu như mà xét về bên cạnh là chè là mình rất là yêu thích rồi, thì người trẻ mình ấy cũng sẽ hay ăn các chè hiện đại. Thì nếu như mà để so sánh giữa chè truyền thống và chè hiện đại ấy, thì bạn sẽ có những cái cảm nhận như thế nào? Thực ra thì về với chè truyền thống của mình thì nó sẽ không có nhiều những cái topping hoặc là nhiều cái hương vị. Tuy nhiên thì vì cái sự đơn giản này nên là nó mang đến cho mình những cái ấn tượng rất là tốt. Ví dụ như là trời mùa hè thì bạn chỉ cần dùng một cái chè sen nhãn dừa này thôi, nó đã rất là thanh mát rồi. Đối với những người trẻ thì người ta quan tâm nhiều đến phần calo thì nó sẽ không mang lại quá nhiều calo cho mình. Với món chè thì mình đã cảm thấy rất là hài lòng rồi. Còn về không gian cũng như là giá thành ở quán thì như thế nào? Không gian quán ở đây thì là một trong những cái không gian mà mình ưa thích nhất, tại vì là nó mang cái phong vị truyền thống và giữ nguyên được cái nét kiến trúc xưa của Hà Nội. Và ngoài ra thì ở vị trí trung tâm nên là khi mà mình vui chơi ở xung quanh đây thì mình có thể dễ dàng đến đây để thưởng thức chè. Giá ở đây thì cũng sẽ dao động từ khoảng đâu đó 30.000 đồng thôi, thì bạn đánh giá như thế nào với mức giá này? Mình nghĩ là ở vị trí này và không gian kiến trúc như vậy cùng với cả sự phục vụ rất là tận tâm của các bạn thì mình nghĩ là mức giá này là rất ổn ạ. Vừa thưởng thức xong chè ở trong quán chè truyền thống thứ hai và có thể thấy là dù có cả nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng mà quán này lúc nào cũng rất đông khách. Quán chè này sẽ mở cửa từ khoảng 9 giờ sáng cho đến 11 giờ tối. Vậy nên quý vị có thể lựa chọn khung giờ mình yêu thích để có thể qua đây thưởng thức chè, và đặc biệt là buổi tối thì ở đây sẽ rất là đông khách đấy. Như vậy là hành trình khám phá hai quán chè lâu đời bậc nhất Hà Nội của Hà Nội Review ngày hôm nay đã dừng lại ở đây. Và quý vị có thể thấy là ở Hà Nội của chúng ta thì có rất nhiều những ẩm thực làm say nóng lòng người. Thế nhưng vì thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi cũng nên dừng lại và để dành cho những số phát sóng tiếp theo, được không nào quý vị? Minh Hương và Thanh Huyền tin rằng thông qua những trải nghiệm và cảm nhận vừa rồi thì quý vị có thể phần nào giải mã được sức hút mà hai quán chè này đem lại. Về đặc điểm nổi bật của cả hai quán ấy, thì có thể thấy là hai quán thì cũng ở trong một không gian vừa phải thôi, nhưng tất cả các thực khách đều rất vui vẻ với điều đó, bởi vì khi được đến đây họ được thưởng thức và gặp lại những hương vị mà họ yêu thích. Mặc dù là trải qua rất nhiều năm như thế nhưng mà họ vẫn giữ được cái menu là những cái hương vị chè truyền thống này. Và ngày xưa như nào thì bây giờ cũng vậy, không hề chạy theo xu hướng là có chè mới thì mình sẽ phải đổi mới hơn. Và Minh Hương tin rằng với lý do đó thì nên là đã níu giữ được rất nhiều khách hàng thân thuộc. Và đặc biệt ấn tượng nữa là về giá cả, mặc dù là nằm ở khu vực phố cổ và đều là những hàng chè rất có tiếng, nhưng menu ở đây thì cũng chỉ dao động từ khoảng 20 đến 30 nghìn đồng thôi và phù hợp với mọi đối tượng. Đúng rồi, theo quan sát của Hà Nội Review thì có rất nhiều tệp khách hàng đến đây, từ các em nhỏ này, người lớn cho đến các ông bà đều muốn quay lại đây để thưởng thức cái hương vị chè của Hà Nội. Nhưng mà có lẽ nói đến đối tượng mà thích nhất ở những quán chè truyền thống này thì sẽ là đối tượng trung niên. Bởi vì khi mà được đến đây thưởng thức thì họ sẽ gần như là nhớ lại về tuổi thơ của mình, nhớ lại những món chè mà ngày xưa bố mẹ hoặc là ông bà đã nấu cho họ ăn. Về vệ sinh an toàn thực phẩm thì mặc dù cả hai quán không gian bếp thì đều khá là nhỏ thôi, thế nhưng đều đồ ăn đều được để ở trong tủ kính để tránh bụi bặm và đảm bảo vệ sinh hơn. Thưa quý vị, mặc dù là bây giờ thì các hàng giải khát mọc lên rất nhiều, nhưng mà có rất nhiều người thì vẫn chỉ trung thành với những quán chè truyền thống thôi. Bởi vì là đôi khi chỉ với những hương vị truyền thống này, rồi lại với những chiếc bàn ghế đơn sơ và mộc mạc thôi, nhưng lại khiến cho họ có nhiều xúc cảm trong đó. Và đây cũng chính là một nét đặc trưng riêng trong cách thưởng thức ẩm thực của người Hà Thành. Và với tất cả những tiêu chí vừa rồi, Hà Nội Review sẽ dành cho hai quán chè truyền thống với tuổi đời gần nửa thế kỷ với mức điểm là 4 sao. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Hà Nội Review, và chúng tôi sẽ còn giới thiệu tới quý vị nhiều địa điểm hấp dẫn hơn nữa của Hà Nội. Vì vậy đừng quên đón xem Hà Nội Review trên kênh Hà Nội 1, website hanoionline.vn, app Hà Nội On, cùng với đó là các nền tảng số khác của đài như Facebook, YouTube và TikTok nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.